Chào các em học sinh khối 8 thân mến. Cô là cô Thanh Thủy. Xin chào mừng các em đến với chương trình ôn tập trực tuyến hôm nay. Nội dung ôn tập gồm có 4 bài. Những bài học này các em đã được học ở trên lớp và viết bài trên lớp. Bài 24: Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873. Bài 26: Phong trào Cần Vương. Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế từ năm 1884 đến năm 1913. Và bài cuối cùng là bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những biến chuyển kinh tế, xã hội ở Việt Nam. Nào, bây giờ mời các em cùng nhau đi vào nội dung từng bài nhé. Bài 24: Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873. Chúng ta sẽ ôn những nội dung sau. Thứ nhất, tại Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi lên phối hợp chặt chẽ với quân triều đình chống giặc. Tại Gia Định, thì nhân dân 6 tỉnh Nam Kỳ nổi lên khởi nghĩa ở khắp nơi. Khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực và Trương Định làm địch thất điên bát đảo. Đồng thời, nhân dân ta đã lập nhiều trung tâm kháng chiến. Có những người dùng thơ văn để chiến đấu như là Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Hưng Nghiệp, Phan Văn Trị. Đó là nội dung của bài 24. Chúng ta cùng nhau qua bài 26: Phong trào Cần Vương. Phong trào Cần Vương sẽ có những nội dung như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu. Trước hết, chúng ta sẽ định nghĩa thế nào là phong trào Cần Vương. Phong trào Cần Vương là phong trào đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân dưới ngọn cờ của một ông vua yêu nước. Hoàn cảnh bùng nổ phong trào Cần Vương là sau khi thất bại ở kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra Tân Sở quản trị. Tại đây, vào ngày 13 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết nhân danh nhà vua ra chiếu Cần Vương, kêu gọi văn thân và nhân dân giúp vua cứu nước. Từ đó phong trào Cần Vương diễn ra sôi nổi. Phong trào Cần Vương gồm có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là ở các tỉnh Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Giai đoạn thứ hai là từ năm 1888 đến năm 1896. Phong trào vẫn được duy trì và quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn. Chúng ta sang bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế từ năm 1884 đến năm 1913. Bài 27 gồm có những ý sau. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa. Nguyên nhân gồm có hai ý. Thứ nhất là sau khi thực dân Pháp đánh chiếm các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ, Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng Bình Định, thì Pháp thực hiện đánh lên Yên Thế. Nông dân Yên Thế phải đứng lên đấu tranh để bảo vệ cuộc sống của mình. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế
diễn ra sôi nổi, quyết liệt trong suốt 29 năm. Nghĩa quân đã chiến đấu anh dũng, nhưng sau cùng cuộc khởi nghĩa bị thất bại. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa thất bại? Chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo, đó là nguyên nhân thất bại. Nguyên nhân thất bại thì có nhiều nguyên nhân, nhưng có hai nguyên nhân chính. Đó là thứ nhất, tương quan lực lượng giữa thực dân Pháp và nghĩa quân quá chênh lệch. Và nguyên nhân thứ hai, đó là do cuộc khởi nghĩa thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến. Mời các em chuyển sang bài tiếp theo. Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những biến chuyển về kinh tế, xã hội ở Việt Nam. Ở bài 29, chúng ta sẽ có hai phần lớn. Phần thứ nhất, đó là chính sách kinh tế. Chính sách khai thác kinh tế của thực dân Pháp gồm những ý sau đây. Thứ nhất, về nông nghiệp, Pháp cướp đoạt ruộng đất của nông dân và vẫn bóc lột theo kiểu cũ của địa chủ phong kiến là Pháp canh thu tô. Về công nghiệp, Pháp tập trung khai thác than và kim loại. Ngoài ra, Pháp còn xây dựng các nhà máy sản xuất xi măng, gạch ngói, điện nước để thu thêm nhiều lợi nhuận. Về giao thông vận tải, Pháp phát triển đường bộ, đường thủy, đường sắt nhằm mục đích phục vụ cho công cuộc bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân ta. Về thương nghiệp, Pháp tìm mọi cách nắm đặc quyền thị trường Việt Nam. Về mặt tài chính, Pháp tìm mọi cách vơ vét tiền của nhân dân ta bằng cách tăng thuế và đặt thêm nhiều thứ thuế mới. Ngoài ra, Pháp còn bắt nhân dân ta đi phu, đắp đường, đào sông, xây cầu, phục vụ cho những nhu cầu của Pháp. Với chính sách kinh tế đấy của Pháp đã có tác động như thế nào đến xã hội Việt Nam? Chúng ta chuyển qua phần thứ hai. Trước hết, chúng ta sẽ có một câu hỏi nâng cao ở phần chính sách kinh tế. Các chính sách kinh tế trên của Pháp nhằm mục đích gì? Như các em đã được học, là nhằm vơ vét tài nguyên, sức người và của cải của nhân dân ta. Theo em thì nền kinh tế của Việt Nam dưới thời Pháp thuộc là một nền kinh tế như thế nào? Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần hai lớn tiếp theo, là với chính sách khai thác kinh tế đó của thực dân Pháp đã có tác động như thế nào đến xã hội Việt Nam. Những chuyển biến của xã hội Việt Nam. Thứ nhất, giai cấp địa chủ phong kiến ngày càng đông. Tất cả đa số đã trở thành tay sai của thực dân Pháp. Đời sống nông dân cơ cực trăm bề, dù là ở thành thị hay ở nông thôn, người nông dân cũng bị bóc lột thậm tệ. Và
Và trên cơ sở đó, đô thị Việt Nam ra đời và phát triển ngày càng nhiều, gồm có những đô thị nổi tiếng như là Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Chợ Lớn, vân vân. Cùng với sự ra đời và phát triển của đô thị thì tầng lớp tư sản và tiểu tư sản thành thị xuất hiện. Nền công thương nghiệp phát triển dẫn đến hình thành đội ngũ công nhân ở nước ta lúc bấy giờ có khoảng 10 vạn người. Ngoài 4 bài học trên, các em còn sẽ có thêm phần lịch sử địa phương. Lịch sử địa phương Sài Gòn dưới thời Pháp thuộc từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Lịch sử địa phương sẽ có những câu hỏi sau. Thứ nhất là kể tên các công trình kiến trúc ở Sài Gòn được xây dựng dưới thời Pháp thuộc. Và Pháp xây dựng các công trình này nhằm mục đích gì? Các công trình kiến trúc ở Sài Gòn được xây dựng dưới thời Pháp thuộc. Cô biết chắc là em biết rất là nhiều ha. Nào chúng ta cùng nhau kể về các công trình này. Gồm có những công trình nào? Đó là cảng Nhà Rồng, chợ Bến Thành, bảo tàng thành phố, Dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, Thảo Cầm Viên và nhà hát thành phố. Vậy thì theo các em, Pháp xây dựng các công trình này nhằm mục đích gì? Nào chúng ta cùng dành 30 giây để suy nghĩ nhé. Các em suy nghĩ đi, rồi cô sẽ cho các em câu trả lời, xem thử các suy nghĩ của các em có chính xác không nhé. Kết thúc. Mời các em xem câu trả lời nhé. Những công trình này được Pháp cho xây dựng làm cơ sở hạ tầng cần thiết cho sự bóc lột khai thác thực địa của Pháp. Có đúng với câu trả lời của các em không nào? Cô nghĩ là các em trả lời đúng rồi đó. Chúng ta sang câu hỏi thứ hai. Trình bày sự kiện đặc biệt trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Đó là sự kiện đặc biệt nào? Chúng ta cùng nhau suy nghĩ 10 giây nhé. Mười giây đã kết thúc. Mời các em xem câu trả lời của cô. Đó là đồng đầu tiên, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện. Lá cờ đỏ sao vàng bây giờ đã trở thành quốc kỳ của nước ta đấy. Mà mỗi chiều thứ hai, các em vẫn chào cờ. Nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021 đến đây đã kết thúc. Các em về nhà chịu khó học bài cho kỹ nhé. Cô chúc các em làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt nhé.